Vì sao quá nhiều thị phi đến với tần hoa hậu Y Nhi từ 21 đến 29 tuổi? Như chịu ảnh hưởng rung động năng lượng bảy liên quan thị phi, khẩu thiệt, tranh, đấu, cô đơn, thăng tiến sau vất và rồi cũng có thể mất chức. Rung động bảy có thành của sau nỗ lực vất vả. Chính vì vậy Nhi đã đăng quang thành tân hoa hậu thế giới Việt Nam vào ngày 22 tháng 7 năm 2023 khi mới bước vào tuổi 21. Tuy nhiên, rung động bảy không hợp báo chí, truyền thông, mạng xã, hội mà lại hợp tu tập, học hành, thiện nguyện và hy sinh vì người khác. Sai lầm nghiêm trọng của Nhi là kích hoạt rung động tiêu cực, năng lượng bảy khi liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi. Đặc biệt, khi được yêu cầu kể tên, ba người nổi tiếng ở Bình Định, nàng hậu đã trả lời không nghĩ kỹ và có phần ngạo mạn khi cho mình là người nổi tiếng đầu tiên, sau đó mới tới nhà thơ, Hàn Mạc Tử và cuối cùng là vua Quang Trung. Từ những phát ngôn ngạo mạn, có phần bề trên, cho mình là số một đúng với tính cách đường đời số một của mình, Nhi đã liên tục kích hoạt mặt, tiêu cực rung động năng lượng bảy. Do ảnh hưởng rung động tiêu cực năng lượng bảy, nhiều hội nhóm anti-fan đã được lập ra, có những nhóm lên tới gần 500.000 người chưa từng có trước đây, để phản đối, tẩy chay và thậm chí đòi tước bỏ vương miện của nàng hậu. Để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực rung động bảy, Nhi và ban tổ chức đã đăng đàn công khai xin lỗi công chúng và hứa sẽ cải thiện những thiếu sót. Lời khuyên cho Nhi khi ảnh hưởng rung động bảy là tập trung học tập, bồi dưỡng, kiến thức, chuyên môn, tu tập, khiêm tốn, bỏ bớt cái tôi, không tranh cãi thiệt hơn, hy sinh, quan tâm người khác, nhẫn nhịn, bao dung, buông bỏ, làm nhiều việc, thiện nguyện, hạn chế phát biểu trước công chúng.